Xin chào các bạn, là Cúc Béo đây. Video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình thường làm cá diếc kho tương, một món cá kho ngon, đậm đà đưa cơm và được rất nhiều người yêu thích. Nguyên liệu của món ăn ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị gồm có 600g cá diếc. Thì mình chọn những cái con nhỏ và đều nhau, còn tươi sống và dài mình một chút bởi vì cá diếc mỏng mình thì nó ít thịt. Và như đã giới thiệu thì nay mình sẽ kho cá diếc với tương bần. Đây là tương mà mẹ mình ủ. Các bạn cũng có thể tìm mua tương bần ở siêu thị này, tạp hóa đồ khô hoặc các cửa hàng chuyên bán tương bần nhé. Ngoài tương bần thì mình có kết hợp kho thêm cùng với dưa cải muối chua. Thì cá kho nó sẽ vừa có độ đậm đà, vừa bùi bùi, ngậy ngậy bởi vì vị dưa chua thì rất ngon đấy ạ. Ngoài ra thì còn có hành khô, giềng, một ít gừng, bột nghệ hoặc các bạn có thể dùng nghệ tươi. Và mình thích ăn cay nên là dùng khá nhiều ớt một chút. Về gia vị kho cá thì mình dùng tương bần để kho rồi, nên là mình sẽ không dùng nước mắm hay là bột canh và bột nêm nữa. Có chăng thì để giảm cái vị gắt mặn của tương bần cũng như là cân bằng vị chua của dưa muối thì mình sẽ dùng một ít bột ngọt và nước màu đường. Nước màu đường hay còn gọi là nước hàng thì cũng sẽ giúp cho màu cá kho được hấp dẫn hơn. Nếu như quan tâm cách làm nước màu tại nhà thì các bạn có thể tham khảo link mình để dưới phần mô tả nhé. Rồi ạ, bây giờ thì mình sẽ sơ chế nguyên liệu nhé. Đối với cá diếc thì khi mua mình đã nhờ người bán người ta bỏ mang đuôi mổ ruột. Mình thì thường giữ đầu và sẽ không đánh vẩy. Các bạn cũng có thể cạo vẩy, tuy nhiên thì nếu mà để nguyên vẩy thì khi mà kho nhừ thì ăn nó sẽ càng ngon và có cái độ bùi. Để làm sạch nhớt cũng như là khử cái vị tanh của cá diếc thì mình bây giờ sẽ dùng muối hạt nhé để xóc cá. Thì cũng giống như là cá rô đồng thì cá diếc nó sinh trưởng mạnh mẽ vào mùa mưa và mùa lạnh. Thì lúc này cá rất là ngọt thịt, có trứng, ăn rất bùi. Thì các bạn nhìn này, cá diếc hôm nay mình mua thì rất nhiều trứng và cũng dày thịt nữa. Cá diếc sau khi xóc muối hạt thì mình sẽ rửa sạch sẽ lại và để ráo nước nhé. Và mình sẽ để cá ở đây đã và sẽ đi sơ chế các nguyên liệu khác. Đối với dưa cải muối thì mình khi mà mua về các bạn có thể cẩn thận rửa qua để giảm bớt cái vị chua và mặn. Ráo nước thì cho vào tô riêng. Nước muối dưa các bạn có thể giữ lại một ít để kho cùng với cá và tùy vào cái độ mặn chua mà các bạn dùng lượng nước muối dưa thích hợp nhé. Những nguyên liệu để kho cùng với cá như là hành, gừng, giềng và ớt thì mình sẽ rửa sạch. Khi mà kho cá thì hành và gừng, giềng thì mình thường là sẽ giữ lại vỏ và rửa sạch để kho cá được thơm. Thì những cái nguyên liệu này mình sẽ đập dập và băm nhỏ. Riêng giềng thì mình sẽ chia ra làm hai, một phần đập dập băm nhỏ cùng với hành, gừng và ớt. Phần còn lại thì mình sẽ thái lát để lát nữa mình xếp ở dưới đáy nồi. Thì khi mà kho cá thì cá nó sẽ không bị dính ở dưới đáy á. Để kho cá diếc ngon thì mình sẽ ướp cá trước khi kho. Thì với 600g cá diếc thì mình sẽ ướp cùng với 4,5 muỗng tương bần. Cái này thì tùy vào độ mặn ngọt của tương bần mà các bạn điều chỉnh phù hợp nhé. Và mình sẽ nêm vào đây là 1 thìa cà phê bột ngọt, 3 thìa canh nước màu, 2 thìa canh dầu ăn, 1 thìa cà phê tiêu xay. Và nếu như có tiêu hạt thì các bạn cho vào đây là 2 thìa cà phê nhé. Cái tiêu hạt này thì mình đã rang lên cho thơm bùi rồi và mình đã cán thô rồi. Và mình sẽ nêm 1 thìa cà phê bột nghệ, hoặc các bạn cũng thể sử dụng một đốt nghệ tươi dãi nhỏ vào. Thêm hành, gừng, giềng, ớt băm vào. Mình sẽ xóc đều để cho cá thấm gia vị và ướp cá ít nhất trong khoảng 30 phút ạ. Sau khoảng 30 phút ướp cá thì mình sẽ đi kho nhé. Đầu tiên thì mình sẽ xếp giềng dưới đáy nồi, rồi rải một lớp dưa, sau đó thì xếp cá vào. Cuối cùng thì sẽ phủ nốt cái lớp dưa còn lại lên bên trên. Và sẽ đổ cái phần nước ướp cá vào. Nếu như nước dưa không chua quá hay là mặn quá thì mình sẽ cho thêm một muỗng vào đây. Ban đầu thì mình sẽ bật bếp ở nhiệt độ lớn và nấu trong khoảng 10 phút để cho cá săn lại. Và khi nước kho cá sôi phủ đều khắp mặt cá thì mình sẽ hạ bớt nhiệt độ xuống và hớt bỏ bọt. Cá diếc kho càng lâu thì càng ngon, cá săn mình nhưng lại rụp xương. Khi ăn xương mủn ra rất đậm vị và mùi thơm. Thực tế thì khi mà kho cùng với dưa muối thì cái vị chua của dưa muối nó cũng sẽ thấm vào cá và giúp cho cá được nhanh mềm hơn. Trong quá trình kho thì các bạn nhớ nêm nếm lại gia vị vừa ăn nhé. Mình thì thích cá kho có độ mặn, độ đậm để ăn kèm cùng với cơm nên là thường sẽ nêm đậm một chút ạ. Đây là nồi cá diếc của mình sau khi kho được 3 tiếng. Cá diếc lúc này nó cũng đã có cái độ mềm nhất định rồi. Cá diếc săn mình bật màu nâu óng đẹp mắt. Cá thơm nước mùi tương và mùi dưa cải kho rất hấp dẫn. Nếu muốn cá săn mình hơn thì các bạn mở vung ra, tăng nhiệt độ bếp lên một chút. Và mình sẽ kho thêm khoảng 10 phút nữa nhé. Thì khi mà nước kho nó gần cạn là được.
Khi cá nguội thì mình sẽ gắp ra đĩa, dù mềm nhưng cá sẽ không bị vỡ nát. Thêm một đĩa rau luộc bát canh là đã rất đưa cơm rồi. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách kho cá diếc với tương bần và dưa chua rồi. Ngoài cá diếc kho dưa thì các bạn cũng có thể chế biến món cá diếc kho khế cũng rất hấp dẫn. Vị chua của khế phai đi thì ngấm hết vào thịt cá, quyện với vị đậm đà của tương bần thì quả thực vô cùng đưa miệng. Còn nếu như thích cách làm món ăn này thì các bạn hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo. Ngoài video thì các bạn cũng có thể ghé qua trang blog của mình là cucbeo.com để tham khảo cách làm nhiều món ăn hấp dẫn khác cho bữa cơm gia đình. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.